Thưa quý vị, hiện nay trên một địa bàn cấp xã cùng tồn tại 3 lực lượng bảo vệ an ninh trật tự với tên gọi khác nhau là bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách. Các lực lượng này đều do Ủy ban Nhân dân cấp xã thành lập quản lý. Nhằm thống nhất kiện toàn tinh gọn các lực lượng này, đồng thời nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Nếu được Quốc hội thông qua, dân phòng, bảo vệ dân phố và công an xã bán chuyên trách sẽ được hợp nhất thành một lực lượng duy nhất với nhiều quyền hạn, nhiệm vụ để cùng phối hợp với lực lượng công an chính quy tham gia giữ gìn trật tự an ninh ở địa bàn nông thôn. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có khoảng 1.200 người tham gia lực lượng dân phòng, gần 1.800 người tham gia lực lượng bảo vệ dân phố. Mặc dù tham gia và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở một thời gian dài, nhưng do chưa có các quy chế về hoạt động nghiệp vụ nên các lực lượng này cũng không có chế độ chính sách phù hợp. Riêng với lực lượng công an xã bán chuyên trách, tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh có gần 560 công an xã bán chuyên trách đang công tác tại các xã. Do việc thực hiện đề án của Bộ Công an về việc bố trí lực lượng công an chính quy về xã, phường, thị trấn, nên số công an xã bán chuyên trách dôi dư ngày càng nhiều. Vì vậy, khi Bộ Công an xây dựng dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, trong đó có hợp nhất lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ công an xã thành lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, hoạt động theo sự chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan công an có thẩm quyền, có chế độ chính sách phù hợp. Nên các địa phương cũng mong muốn sớm gộp các lực lượng này để quản lý, hoạt động hiệu quả hơn. Nếu mà như có cái điều kiện hơn nữa thì chính Quốc hội ban một thành một cái luật này sớm hơn, nhưng phải dựa vào cái trên cái cơ sở đời sống của cái lực lượng này để có một cái mức lương cho nó hợp lại, chứ bây giờ lực lượng này là lương rất là thấp. Dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở gồm 5 chương, 34 điều, quy định về vị trí, chức năng, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn bảo đảm điều kiện hoạt động, quan hệ công tác, tuyển chọn, bổ sung, sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tại hội nghị cho ý kiến đóng góp về dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh vừa tổ chức, đa số các sở ngành đều đồng tình với sự cần thiết ban hành luật nhằm sắp xếp bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo hướng thống nhất, kiện toàn, tinh gọn đầu mối, gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục sử dụng lực lượng công an xã bán chuyên trách khi kết thúc nhiệm vụ công an xã, đảm bảo cơ sở để bãi bỏ pháp lệnh công an xã khi đã hoàn thành việc bố trí công an xã chính quy. Tuy nhiên, do đây là dự án luật đặc biệt, có vai trò quan trọng liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, tác động đến đời sống nhân dân, nên cần phải tiến hành đánh giá tác động kỹ lưỡng, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ở dưới cơ sở thì có một số trường hợp là lớn tuổi nhưng mà ta vẫn làm. Nhưng mà ở xã, công an trưởng công an xã lên hỏi là đồng chí đó là 65, 70 rồi có nên nghỉ không? Mà vận động được căn cứ vào đâu để cho nghỉ? Thì nên chăng ở chỗ này mình cũng nên đặt ra luôn. Tôi cũng rất là băn khoăn cái này và cũng rất muốn là đưa cụ thể vào luật. Tuy nhiên là tại điều 35 thì báo cáo với là quy định chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật. Do đó là chúng ta lại phải có cái nghị định về quy định về cái việc thành lập bao nhiêu tổ ở cái địa bàn dân cư, là với số lượng bao nhiêu hộ thì được bao nhiêu tổ, và cũng như mức hỗ trợ thì cũng lại tối thiểu tối đa được quy định trong nghị định hết. Chúng tôi cũng rất muốn đưa vào để chúng tôi không phải tham mưu những cái nghị quyết để trình hội đồng dân để mà quyết định về cái số lượng tổ cũng như cái chế độ chính sách cho các cái lực lượng tham gia đảm bảo trật tự ở cơ sở. Hiện tại, ban soạn thảo dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đang tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cũng như các đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương. Về chức năng nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phù hợp với vị trí, tính chất là lực lượng quần chúng tự nguyện. Cân đối các quy định về chế độ, chính sách, điều kiện đảm bảo các quy định về hỗ trợ, bồi dưỡng kinh phí, chế độ bảo hiểm, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc,
đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tính chất tự nguyện, không thường xuyên của lực lượng này, nhằm hoàn thiện nội dung của dự thảo luật, xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 sắp tới.